Cách đây ít phút thì bạn Gia Huy là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Rất nhanh chóng, hai phần thi đã qua đi và giây phút này trong phần thi tăng tốc, các bạn thí sinh cần phải khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn trong phần thi tăng tốc. Hình nào khi xoay theo chiều kim đồng hồ sẽ được hình phía trên? Bạn đều có chung suy nghĩ là hình D, và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này chính xác là hình D. Chúc mừng Gia Huy có thêm 40 điểm, 30 điểm của về hiện tại, Đa Linh có thêm 20 điểm và Quang Huy thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn thí sinh như sau. Hãy sắp xếp các tập hợp số ABCD vào các vị trí được đánh số trong sơ đồ toán học sau. Đan Linh và Hiền Tài lựa chọn là ACBD và Gia Huy là CABD. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là ACBD. Chúc mừng Quang Huy đã có thêm 40 điểm, 30 điểm của người Đan Linh và Hiền Tài giành được thêm 20 điểm. Câu hỏi thứ 3 dành cho các bạn thí sinh. Tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Đều lựa chọn là hình D và bạn Quang Huy chỉ mất 0 giây 87 để đưa ra câu trả lời này. Tại sao lại là hình D ở Quang Huy? Em chỉ để ý vào các ô chấm tròn ngoài ô vuông thì ta thấy là chấm tròn sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ, mỗi lần thì nó sẽ đi một phần của nó. Thì nhìn vào đấy thì em sẽ chọn đáp án D là nó sẽ đi, cái chấm tròn ở ngoài hình vuông nó sẽ đi hướng lên trên. Chúng ta có thể nhìn thấy từ trái sang phải thì các hình xoay một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Và như vậy chúng ta ra được hình D. Chúc mừng Quang Huy có 40 điểm, Gia Huy có 30 điểm, Hiền Tài có 20 điểm và 10 điểm của Đan Linh. Có thể thấy là Quang Huy đang có phần thể hiện rất tốt, cho nên mới thấy rằng ở phần thi tăng tốc thì cơ hội có thể dành cho tất cả các bạn. Vậy nên chúng ta còn một câu hỏi nữa, các bạn hãy thật cố gắng với câu hỏi tăng tốc số 4 này. Đây là gì? Khóa của chúng tôi là trống. Vậy các câu trả lời của các bạn thí sinh còn lại thì sao ạ? Người trả lời nhanh nhất là Quang Huy. Bạn có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Đan Linh. Gia Huy có thêm 20 điểm và Hiền Tài có thêm 10 điểm. Như vậy là các thí sinh đã tận dụng khá tốt những cơ hội tăng tốc của mình. Và người đang tạm thời dẫn đầu chỉ hơn người đứng thứ 2 có 5 điểm mà thôi. Và người đứng thứ 2 cũng chỉ hơn người đứng thứ 3 có 10 điểm mà thôi. Chắc chắn phần thi về đích sẽ là một phần thi cực kỳ gay cấn và hồi hộp. Bây giờ hãy cùng tổng kết số điểm mà các bạn đang có. Đang sở hữu 80 điểm là Hiền Tài, 150 là điểm số của Gia Huy, 160 là số điểm Quang Huy đang có. Và dẫn đầu với 165 điểm là Đan Linh.